Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng lần thứ 3 là sự kiện được đông đảo nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện hào hứng đón nhận. Ngày hội đã để lại dấu ấn khó quên về một vùng đất giàu truyền thống và hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3, tại quảng trường Hoa Ban, trung tâm huyện Mường Ảng trở nên nhộn nhịp khi đồng bào 13 dân tộc anh em trên địa bàn huyện đã cùng nhau về đây tham dự Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện lần thứ 3 năm 2019. Ngày hội diễn ra trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân mới. Lần thứ 3 tổ chức, ngày hội thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của gần 400 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 14 đoàn, 10 xã, thị trấn và các cơ quan trường học trên địa bàn huyện. Ngày hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như thi đấu các môn thể thao dân gian truyền thống, trưng bày các gian hàng, sản phẩm đặc trưng của địa phương, thi và giới thiệu ẩm thực các dân tộc, thi trình diễn trang phục dân tộc. Ngày hội là dịp để cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện, giáo dục truyền thống đoàn kết, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc. Ngày hội còn là dịp để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, các nghề thủ công truyền thống của huyện. Cái lễ hội năm 2019 thì cũng có nhiều cái đổi mới hơn so với những lễ hội lần trước. Cụ thể là cái quy mô thì là chúng tôi tổ chức cái gian hàng đối với các đơn vị tham gia là nhiều hơn so với những cái lần tổ chức trước. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng cái việc là qua cái hoạt động ngày hội thì nhằm quảng bá giới thiệu những cái sản phẩm mang cái tính đặc trưng của địa phương, nhằm cụ thể hóa cái chủ trương của tỉnh là chúng ta tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo cái hướng là sản xuất chuỗi, sản xuất bền vững. Cái thứ hai là một số cái hoạt động văn hóa văn nghệ thì có những cái bổ sung những cái nét mới, ví dụ như là cái trình diễn các cái trang phục dân tộc mang bản sắc các dân tộc huyện Mường Ảng. Có thể nói là qua cái quan sát thì chúng tôi thấy rằng là lượng bà con về dự ngày hội là hết sức là đông, và trên gương mặt mọi người đều nở những cái nụ cười rất là phấn khởi. Có thể nói là những cái hoạt động này thì cũng sẽ tạo những cái động lực rất quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng tiếp tục quyết tâm để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nghị quyết. Trong không khí vui tươi phấn khởi, lễ khai mạc được diễn ra xen kẽ những màn giới thiệu, trình diễn trang phục truyền thống là những tiết mục giao lưu văn nghệ. Đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được tái hiện trong nhiều tiết mục thông qua những làn điệu dân ca, những điệu múa cũng như nhạc cụ truyền thống. Ngoài ra, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng năm nay còn có đội tuyên truyền lưu động toàn quốc gồm 5 tỉnh Đà Nẵng, Bình Phước, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên về biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ theo chương trình Về với Điện Biên nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và của 5 đoàn nghệ thuật đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với du khách và nhân dân các dân tộc trong huyện. Khi đến với lễ hội Ngày hội các văn hóa ẩm thực ở huyện Mường Ảng thì mình cảm thấy rằng là không khí ở đây rất là náo nhiệt. Thứ hai là tất cả 10 xã cũng như thị trấn đem đến những cái bản sắc riêng của tất cả các dân tộc của mình, và tất cả các món ăn ở đây đều mang đậm đà những nét bản sắc văn hóa dân tộc. Mình cảm thấy sự đón tiếp của người dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nồng hậu, mang đậm cái bản sắc của người dân Mường Ảng. Bên cạnh các làn điệu dân ca dân vũ được trình diễn tại ngày hội, các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, đánh tủ lu, đẩy gậy, tung còn, kéo co, xã bánh giày được đưa vào tranh tài và diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Ấn tượng nhất và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân khi hòa mình vào Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Mường Ảng năm nay là phần thi ẩm thực. Với nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm là những sản vật bà con tự sản xuất và sẵn có trong tự nhiên, các đội thi đã khéo léo chế biến để mang đến ngày hội những món ăn đặc sắc nhất như xôi ngũ sắc, gà nướng, cá suối nướng, luân nướng ống tre, vịt mỏ, nộm rau dớn, thịt gác bếp. Các món ăn được các đoàn tỉ mỉ chuẩn bị và trưng bày trong một mâm cơm, vừa thể hiện tín ngưỡng cũng như nét văn hóa đặc sắc,
tiêu biểu của chính cộng đồng dân tộc mình. Chúng tôi cũng quảng bá hình ảnh và con người của xã Mường Lạn để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho bà con nhân dân. Từ đó là chúng tôi cũng mạnh dạn là đưa nhiều cái hàng hóa để trưng bày và thay đổi sự nhận thức của bà con về chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi cho địa phương. Ngoài những nét đặc sắc về ẩm thực, trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm công nghiệp xây dựng, sản phẩm cà phê, sản phẩm nghề thủ công truyền thống. Có gần 20 gian trưng bày các sản vật, các sản phẩm đặc trưng do bàn tay của những người nông dân trên địa bàn huyện làm ra. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống của địa phương, có rất nhiều loại cây trồng vật nuôi mới được đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Để động viên bà con nhân dân trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội, để trao đổi hàng hóa thì xã Mường Lạn cũng đã trưng bày một số gian hàng của các dân tộc sẵn có từ xưa đến đây. Thì tất cả các những cái đồ bán hầu như là bà con nhân dân đã có sẵn ở trong rừng và tự tại địa phương sẵn có, đưa về trưng bày để quảng bá gian hàng thực phẩm hiện có của mình. Và trong thời gian tới thì sau khi bà con nhân dân và cán bộ chính quyền địa phương được tham gia hội nghị văn hóa thể dục thể thao của huyện Mường Lạn lần thứ 3 này, bà con nhân dân rất thấy phấn khởi mà có cái tư tưởng thực hiện theo cái chủ trương Đảng và Nhà nước, thực hiện rất là tốt về sản xuất kinh tế văn hóa xã hội, về đảm bảo quốc phòng an ninh. Bế mạc ngày hội, ban tổ chức đã tổng kết các phần thi và trao giải cho các đoàn tham dự. Ngày hội còn là dịp để huyện lựa chọn những tiết mục văn nghệ tiêu biểu, những món ăn truyền thống đặc sắc và những đoàn vận động viên có thành tích cao tham dự lễ hội hoa ban và ngày hội văn hóa thể thao du lịch tỉnh lần thứ 6 năm 2019. Tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Mường Lạn năm 2019 thì ban tổ chức chúng tôi đặt ra hai mục đích. Một là để phát huy và khơi dậy những nét văn hóa thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Hiện nay năm 2019 chúng tôi tổ chức 5 môn thể thao. Thông qua các nội dung thi đấu ngày hội, chúng tôi sẽ phát triển được phong trào văn hóa thể thao tại cơ sở, đồng thời tuyển chọn ra những vận động viên để tham gia các nội dung thi đấu của tỉnh. Ngày hội văn hóa thể thao và ẩm thực các dân tộc huyện Mường Lạn năm nay đã thu hút hàng ngàn người dân không chỉ ở huyện Mường Lạn đến tham quan. Ngày hội không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của bà con các dân tộc mà còn tăng cường hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Mường Đăng, huyện Mường Lạn đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Đảng bộ xã Mường Đăng hiện có 168 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế là then chốt. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, với đặc thù là xã thuần nông, để lãnh đạo quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, các ban đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây con giống mới năng suất cao vào sản xuất, cải tạo diện tích đất đồi trồng cây lâm nghiệp, đầu tư mở rộng các mô hình trang trại, gia trại, phát triển đàn gia súc gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế. Thì ngoài những cái tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, thì ban chấp hành Đảng bộ xã cũng được trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế trên địa bàn, trong đó tập trung cái thứ nhất là tập trung lãnh đạo chỉ đạo bà con chúng ta là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đưa những cái cây giống có năng suất, chất lượng. Thì bên cạnh đấy thì cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo bà con trồng những đan sen, những cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. Để lãnh đạo phát triển kinh tế và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng với chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát vào nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy,
các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ. Từ việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Nhờ đó, hàng năm, tổng sản lượng cây lương thực của xã không ngừng tăng. Nhằm phát triển chăn nuôi, xã phân công cán bộ thú y phụ trách, hướng dẫn, tập huấn bà con nhân dân về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh, giữ vệ sinh môi trường chăn nuôi. Đến thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Lý A Lệnh, một trong những mô hình chăn nuôi dưới tán rừng mang lại hiệu quả cao ở xã Mường Đăng. Dưới những tán rừng xanh mát, nguồn nước quanh năm, gia đình ông Lệnh đã đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu hàng năm từ 200 đến 300 triệu đồng. Từ một hộ nghèo ở những năm 2000, phải làm thuê và nuôi dễ trâu bò cho các hộ gia đình khá giả trong bản. Đến nay, gia đình ông Lệnh đã có một trang trại chăn nuôi ổn định với gần 100 con bò, trên 20 con trâu, trên 100 con lợn và dê cùng với hàng trăm con gia cầm. Từ năm 2000 đến năm ấy, tôi đi đây đấy, tôi mua trâu để nuôi đi, mua bò để nuôi, bây giờ tôi phát triển nhiều. Trâu là khoảng hơn 20 con. Mà bò chính là cứ 60 70 con, gần 100 con rồi. Thì bây giờ tôi kinh tế tôi được khác hơn nhiều. Chính đây nhiều người thấy tôi làm kinh tế giỏi là cứ phát triển là thế là nhiều người nó đi theo tôi. Mấy cái nhà này, cái chú này, mấy cái anh em này cứ đi theo tôi làm bây giờ. Tôi cũng bảo vệ rừng cũng có được, mà kinh tế tôi cũng khá hơn nhiều. Nhờ được vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội từ Hội Nông dân xã, cùng với việc chịu khó tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức trên sách báo, TV về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, gia đình ông Lường Văn Nhất ở bản Xôm, xã Mường Đăng đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá và ông đã xây dựng được mô hình kinh tế ổn định với trên 20 con trâu bò, hàng chục con dê và hàng trăm con gia cầm. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Nhất tiết kiệm được gần 100 triệu đồng. Bước đầu thì rất khó khăn, vốn ban đầu không có, sau thì mới vay vốn ngân hàng chính sách. Thì được số tiền đấy mới mua mấy con bò, mua mấy con dê thêm nữa. Bây giờ dê cũng đẻ được hơn chục con rồi. Còn con vịt, con gà, con ngan, vườn rau ao cá thì sinh hoạt hàng ngày. Cùng với phát triển trồng trọt, chăn nuôi, Đảng ủy xã Mường Đăng cũng rất quan tâm đến công tác trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các ban đoàn thể tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân trồng rừng sản xuất. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mường Đăng đã trồng được gần 150 ha rừng sản xuất, bảo vệ tốt trên 2.650 ha rừng hiện có, nâng độ che phủ của rừng lên 40,34%. Trong thời gian tới, thì Đảng bộ xã chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo bà con, tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đồng thời tiếp tục chăm sóc tốt cái vụ đông xuân. Ngoài ra, thì chúng tôi cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nghị quyết, xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế, trong đó thì tập trung vào mô hình trồng cỏ, nuôi gia súc, gia cầm và nuôi giun quế. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác trồng rừng sản xuất trên địa bàn năm 2019. Để làm sao đảm bảo theo kế hoạch của cấp trên giao. Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ xã Mường Đăng đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên, tin rằng với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, kinh tế xã hội của Mường Đăng sẽ ngày càng phát triển. Trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.